Dạ, em chào anh ạ. Không biết là anh muốn Kỳ Lân Luxury hỗ trợ mình vấn đề gì ạ? Thì anh có coi trên TikTok á, thì thấy bên mình có nhận cầm mấy cái mẫu bút với lại mắt kiếng á, bằng kim cương với vàng á. Thì hôm nay anh có một cái cây viết mà ngày xưa ông nội anh để lại cho ba anh. Thì bây giờ anh đi làm nên là ba anh tặng lại cho anh. Nó bị vỡ chỗ này này. Thì em xem tư vấn sao cho anh mình làm cho nó hoàn chỉnh lại và cái chất liệu được thì em thay vàng hoặc là đính thêm một ít kim cương vào cho anh để cho anh sử dụng nó lâu dài hơn. Đó, thì em xem qua tư vấn anh xem sao. Dạ, em xin phép ạ. Em vừa mới xem qua bút của mình thì em thấy tình trạng của mình là bị vỡ một góc và anh là muốn làm lại full vàng đúng không anh? Ừ. Thì bên em thì có rất là nhiều option. Đầu tiên là có thể làm full vàng hết cho anh. Rồi có thể là làm full vàng nguyên khối, vàng vàng hồng, xong rồi những cái chỗ ron hoặc là white bút như thế này á thì làm thành vàng trắng. Rồi có thể là full vàng hồng hết nhưng mà đính kim cương. Kim cương ở white bút, ở đầu bút. Kim cương bên em á là kim cương tuyển chọn nước D PVF1 Quỳnh Quang Ninh, tất cả đều rất là đẹp luôn, 3 excellent trở lên thôi. Thì không biết là ý anh đang như thế nào. Thì anh thấy là bên em có làm bằng công nghệ vàng AU750. Thì anh muốn làm cái vàng đó để đồng ngọc với lại cái chất liệu cũ thế này. Thì em xem sao được thì em đính cho anh thêm viên kim cương ở đây. Dạ, về chất lượng vàng của bên em á thì vàng hồng, vàng vàng, vàng trắng đều có chất lượng như nhau. Còn riêng kim cương á thì bên em có kim cương 5.4, kim cương 6.3, kim cương 7.2 và 8.1. Ok, vậy thì cứ làm cho anh vàng hồng đi. Thì em dính cho anh hai viên hai đầu này là 5.4. Dạ rồi, bên em sẽ cố gắng làm sao để mà hoàn thiện sản phẩm sớm nhất và tốt nhất cho anh nha. Rồi, ok, cảm ơn. Cùng Kỳ Lân Luxury đón xem thành quả trong phần 2 nha.